Vâng, các phòng xin mến chào các bác và anh em. Em vừa mới test chất âm từ những chiếc lọc xì DBX bản cao cấp nhất của DBX, model là 2231. Hàng bãi dùng lướt rất là đẹp. Các bác nhìn nhé. Đẹp, cực đẹp luôn. Đây là bản cao cấp nhất của DBX. Các bác nhìn ruột gan của nó nhé. Bản đủ IC, không thiếu bất kỳ một vị trí IC nào. Và toàn bộ IC xịn, IC đóng chân, các bác nhìn này, đóng chân hàn hai mặt các bác nhá, hàn mặt trên và hàn mặt dưới rất là chắc chắn. Con này lọc âm thanh rất hay, sạch sẽ, cắt sôi chống sôi tuyệt đối luôn. Khi các bác ráp vào dàn âm thanh từ gia đình đến các dàn âm thanh lớn sự kiện, nó không có một chút nào là gọi là sôi ù phát ra loa, rất là hay. Lọc âm thanh sạch sẽ, bản đủ IC 48 IC. Đây các bác nhìn, em đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con nhé. Tức là 24 con một vỉ, không có bất kỳ một vị trí nào bị khuyết, bị thiếu. Và hai vỉ, hai kênh là 48 IC. Toàn bộ IC lớn đóng chân và hàn hai mặt, hàn mặt trên và hàn cả mặt dưới này. Đó. Và main vỉ của nó là cắt CMC, cắt máy xịn của nhà máy, của hàng xịn bản chuẩn, nên nó rất là gọn gàng và đẹp. Trên này nó có một cái lớp bông để chắn bụi cho các cần EQ. Khi các bác dùng là cái nó được bảo vệ, cái cần EQ này nó không bị bẩn và các bác dùng nó sẽ rất là chuẩn và tốt. Bản chuẩn đủ IC. Made in USA nha các bác nhá. Các bác nhìn này. Đây. Made in USA. Đó, Marzen 2231 EQ Laser. Con này công suất của nó rất là khỏe, 24W, nên các bác dùng trong gia đình hoặc là các dàn âm thanh quán cà phê, karaoke, nó làm sự kiện, đây đường vào bằng canon 6 ly và chân kẹp đủ hết. Đó. Đấy là phía sau, Made in USA các bác nhá. Các bác nhìn tất cả hàng xịn của nó, trên này nó có một cái lớp bông này để chắn bụi nhá các bác nhá. Các hình dung là nó chắn bụi vào, nó không bị lọt bụi vào các cần EQ này. Và phía đằng trước của nó, các bác nhìn này, cái màu sơn của nó rất là đẹp. Đó, nó rất là đẹp, nó đồng đều màu và nó rất là khôn. Tôn vỏ nó làm chắc chắn dày hơn là những hàng fake rất là nhiều. Cái volume chiết áp này nó có bi và khi các bác tăng giảm nó rất là ngọt. Đó, nó rất là ngọt. Đây là volume tăng giảm về âm lượng. Đây, tăng giảm về âm lượng. Nó có hai dàn đèn nháy. Đây là cái nút nén tiếng này. Đó nhá. Khi các bác làm sự kiện thì các bác vặn hết cái này nó để bảo vệ cái dàn âm thanh lớn cho các bác. Nó gọi là nút nén tiếng. Còn các bác dùng gia đình thì các bác cứ để tầm trung bình 12 giờ này cho em là được. Ừ. Còn đây là âm lượng to nhỏ, tăng giảm hai kênh, hai dàn đèn báo. Con này nó có cắt sôi. Nhưng mà các bác không cần phải dùng đến nút này, nó đã bản thân nó đã cắt sôi tuyệt đối luôn rồi. Đấy, nút EQ bypass này, nút này là nhấn vào nhả ra là không cho qua này. Đấy, không có cho qua con lọc nhưng các bác nhả ra nhé. Nếu đèn đỏ là không qua đâu. Đấy. Và nút này là cắt tần số. Đấy, tần số 15 cộng và giải 15 cộng và 6 cộng. Khi các bác nhấn vào như này thì là nó, các bác nâng hết cái cần này nó lên là nó chỉ được 6 cộng thôi, 6 dương. Còn khi bác nhả ra thì các bác nâng cần này lên là 15 cộng. Đấy, ở cái giải 15 cộng. Mặt của nó rất là đẹp, màu sơn của nó khôn. Mà đây là bản cao cấp nhất của DBX. Hàng bãi xịn và còn cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn nhé, nó chỉ thiếu thùng xốp thôi. Nó đẹp như mới luôn. Đấy.
Khi các bác mua những con Equalizer ấy, mà nó đẹp ấy, nó chưa qua một bất kỳ một sửa chữa can thiệp nào, thì các cái cần tinh chỉnh này nó có cái độ chính xác, dùng nó bền hơn và nó không bị lẹt xoẹt các bác nhé. Dòng này đảm bảo mấy bác không có một cần nào bị lẹt xoẹt, bởi vì nó còn đẹp như mới các bác nhé, nó còn đẹp như mới này. Đó, đây dùng nó rất là ít, dùng chưa đáng kể. Đấy, con này nó đây hai nguồn các bác nhé, hai nguồn tăng phô và vỉ mạch phụ của nó này, có cả tụ lọc nguồn này và sợi dây cáp liên lạc giữa vỉ mạch chính và mình bình phụ bằng sợi dây, hai sợi dây cáp cho hai kênh dẻo và truyền tín hiệu rất là tốt. Trên cái vỉ mạch phụ này nó có in hết các cái thông số và IC, nó cũng là IC đóng chân, nó hàng xịn sò các bác nhìn. Hai nguồn tăng phô và đây là cái này là chống nhiễu. Đấy, hai nguồn riêng biệt cho hai kênh, có chống nhiễu, chống nhiễu điện này các bác. Đấy, con này thì các bác dùng thì nó rất là hay. Đấy, và khi mà xem video thì hôm cách đây em nhớ có một hôm là các bác có một bác hỏi con này. Đấy, xong thì hỏi một đơn vị khác thì nó báo giá là rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà đến lúc bảo là bác thử cho người ta, bảo người ta cho mở nắp nó cho người ta, cho bác xem ấy, về bên trong xem là hàng nó như thế nào mà nó rẻ, thì bác ấy cũng làm như vậy, thì bác ấy đề nghị cái bên kia là cái khách người bán bên kia là bảo cho mở nắp nhưng người ta không cho mở nắp, người ta không nghe. Thì các bác biết là lý do là tại sao. Về sau bác ấy gặng mãi bằng mọi giá là bác ấy phải được xem ở ruột gan bên kia. Ở bên em thì em bán em luôn công khai về cái ruột gan như này là bác biết ngay. Thế nhưng mà bác xem ở bên một đơn vị khác bán là bác ấy bảo là nó báo rẻ hơn, cũng đủ IC như của anh, nó báo rẻ hơn rất là nhiều. Thế cuối cùng bác ấy đòi xem ruột gan thì bên kia người ta không cho xem, người ta giấu, người ta chỉ cho xem về hình thức bên ngoài thôi. Nhưng về sau bác ấy hỏi mãi, bác ấy cứ yêu cầu xem thì cuối cùng nó mở ra cho các bác ấy xem, nó là cái loại này. Đó này, các bác nhìn phân biệt giữa loại này và loại này nó khác nhau như thế nào. Nó khác nhau rất nhiều chứ không phải là nhiều nữa. Đấy, nên cái, kể cả cái vỉ mạch phụ này, loại này nó rẻ hơn tiền triệu các bác nhé. Đấy, các nhìn nguồn của nó là nguồn sung này, cái, kể cả cái sợi dây cáp của nó cứng nhắc luôn này, nó cứng này, cái sợi dây cáp của nó đã là sợi dây rẻ tiền rồi. Mà toàn bộ cái vỉ mạch phụ này các bác nhìn, bác nhìn cái vỉ mạch phụ của cái con mà cái bác bảo đây, thì em đã phải bỏ tiền ra em mua một con này, con rẻ tiền rồi, về để em cho các bác biết là thấy sự khác biệt. Nên là các bác không thể so sánh cái hàng chất lượng giá với cái hàng như thế này được. Đấy các bác nhìn nhé, cái vỉ mạch phụ này, đây các bác vỉ mạch phụ của em này, các bác nhìn nhé, nó khác một trời một vực. Nguồn của nó này, nguồn sung nhé, có một chút nguồn này, cái nguồn của em nó là hai nguồn tăng phô có lọc chống nhiễu điện luôn. Và đây cái vỉ mạch chính của cái con mà bác ấy bảo là 2,5 triệu hay là 2 triệu gì đó, nó bán rẻ hơn rất nhiều đây. Mà bác ấy so sánh với hàng của em này, các bác nhìn này, nó thiếu một gang tay luôn, nó chỉ có một nửa này là có IC thôi, còn một nửa này là không có, vỉ trên thế, vỉ dưới thế. Cái tôn vỏ nó mỏng hơn rất là nhiều, các bác nhìn nhé, tôn vỏ nó phồng phành này, nó có độ phồng phành đấy, nó rất là ốp đẹp. Nhưng con này của em nó rất là cứng chắc chắn và đẹp hơn rất là nhiều. Con này cái độ mới của nó đạt 98% các bác nhé, 98-99% luôn. Nên là các bác dùng con này nó quá yên tâm, và em bán con này bao nhiêu con nhưng mà chưa một con nào bị lỗi, chưa có một con nào phải bảo hành cho các bác. Nhưng con này nó tôn vỏ nó mỏng mảnh hơn rất là nhiều, nó cũng đề 24W. Nếu như mà các bác xem bên ngoài nhé thì các bác không thể phân biệt được. Nên là các bác so giá đây, so giá này nó cũng đề như này, cũng make in USA này, các bác nhìn nhé. Đấy cái con này này, các bác nhìn nhé, con này nó rẻ hơn tiền triệu các bác nhé. Nên là cái giá cả và cái chất lượng của nó, con này thì không thể sánh được. Cái sợi dây cáp nó có nghĩa là cái con này nó không được một cái điểm gì, cái mặt ngoài của nó này nó nhợt, nó xấu hơn rất là nhiều. Đấy các bác nhìn nhé, nó xấu hơn rất là nhiều. Như con này của em nó khôn, nó đẹp này, mà các bác nhìn này, hắn còn thỉnh thìm luôn, rất là đẹp. Đấy các bác nhìn, một dàn đồng đều, tất cả em nhập về lô này lại được 20 con, nó đẹp như nhau hết. Đấy, và tỷ lệ độ đẹp của nó đạt 98%, đẹp gần như mới. Có nghĩa là cái này nó chỉ thiếu cái thùng xốp nữa là nó, các bác có thể dùng như hàng mới luôn và hàng đập hộp luôn. Đấy, những con này dùng nó quá yên tâm luôn, cắt xôi chống xôi cực kỳ tốt và hiệu quả. Và lọc âm thanh rất là hay và bền. Con này nó được mọi điểm luôn, gọi tiền nào của đấy các bác nhá. Chạy hai nguồn và nó đủ IC hết các bác nhìn, 24 IC trên một vỉ và 48 IC cho hai vỉ. Đấy, hàng này thì nói thật với các bác là nó hay, rất hay bị nhỡ hàng, không có hàng, bởi vì nó hiếm, nó ít hàng. Còn cái con như thế này thì nó sẵn này, cái con rẻ tiền này này,
Các bạn nhìn con thiếu IC nó rất là sẵn. Con này các bác cứ mua bao nhiêu cũng có, bao nhiêu cũng có, bởi vì nó luôn luôn sẵn hàng, người ta không dùng mấy và nó luôn luôn sẵn hàng khi sản xuất. Đấy, còn con này thì luôn luôn nhỡ hàng nhé. Đấy, các bác nào mà đang dùng và đang tìm những con lọc muốn lọc xịn thì các bác liên hệ sớm với em sở hữu con lọc DBX2231 này. Con này dùng em nói các gắp và dàn âm thanh karaoke thì nó là ông vua luôn, ông vua luôn. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đây, con này 31 cần một kênh nhá, hai kênh là 62 cần. Đấy, thì nó chia thành 3 giải check, trung và bát, tức là 10 cần ngoài là check, 10 cần giữa trung và 10 cần trong là bát. Các bác chủ động khi sử dụng. Còn lưu ý các bác là tất cả các cái nút bên trong này khi gửi đến cho các bác là em đã chỉnh sẵn. Còn về các bác nên là cứ sử dụng các cái cần này. Đấy, bởi vì nhiều bác đã dành về lọc nhưng nhiều bác thì chưa dành thì cứ ấn lung tung là nó không được hay như là bọn em đã chỉnh sẵn cho các bác. Đấy, lưu ý thôi. Nhưng còn bác nào biết rồi thì các bác cứ sử dụng bình thường. Đấy, hai cần hai kênh. Và khi gửi cho các bác là em để mức giữa như này. Còn về các bác nâng cái giải check trung bát tùy ý các bác.